Kỳ Lân xin chào toàn thể tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury. Hôm nay trên tay Kỳ Lân đang cầm là một cái túi Lux da đà điểu. Màu này rất đẹp, màu này rất sang, màu này rất sáng. Thì trong những clip trước Kỳ Lân đã từng giới thiệu về những cái sản phẩm da túi Lux da đà điểu màu đen rồi, thì hôm nay là màu hơi màu cam, rất là đẹp, rất là sang. Thì cũng như sản phẩm màu đen trước thì ở ngoài toàn bộ là da đà điểu. Wow, kéo đỡ quá, và kéo cao cấp, đúng là kéo một phát nghe ngọt sớt. Bên trong là da cá mập, màu này cá mập ngả vào xanh, nó cũng nhiều màu lắm, nói chung là nó đẹp lắm, đẹp lắm, đẹp lắm luôn, rất là rộng rãi thoải mái. Ồ, kéo ngọt sợt luôn, đúng là Kỳ Lân sẽ khui cho quý khách xem quay sách, vừa để cầm đi rất là tiện và vừa để bảo vệ cho cái sản phẩm của mình an toàn khi đi ngoài đường, bởi vì nó là rất là chắc, Kỳ Lân hoàn toàn handmade và may bằng đường chỉ cực kỳ chắc luôn, xong rồi có xử lý bằng cách cho nó bảo vệ cứng hơn nữa, và móc khóa cũng hơi bị xịn sò nữa, cho nên là cái độ chắc cực kỳ chắc luôn. Khi mà chúng ta lỡ mà rớt thì nó vẫn giữ trong tay, hoặc là ai đó kéo cái túi xách của mình thì nó vẫn giữ lại, bảo vệ được, chống được có thể là bị giật chẳng hạn. Rồi, rất đẹp. Sẵn tiện thì Kỳ Lân cho sự so sánh luôn, có hai màu đây trong clip này và có nhiều màu khác nữa tại showroom Kỳ Lân Luxury cũng như trên website của Kỳ Lân Luxury. Và Kỳ Lân nhận làm những kiểu độc quyền theo yêu cầu, Kỳ Lân sẽ cùng đồng hành với quý khách để mà design thiết kế những mẫu độc quyền độc bản cho quý khách luôn. Bên trong da cá mập, màu này trong này là cá mập nhưng mà màu nó ngả về màu tím, còn màu của này là nó ngả về màu xanh. Thì theo yêu cầu của quý khách, Kỳ Lân sẽ làm theo như mong muốn. Vâng, và như vậy là Kỳ Lân đã giới thiệu về sản phẩm túi Lux da đà điểu cũng như tất cả những sản phẩm đồ da Kỳ Lân đang chuyên về đồ da cao cấp luxury đẳng cấp đỉnh cao. Đến đây là kết thúc. Một lần nữa Kỳ Lân trân trọng cảm ơn tất cả quý khách đã dành thời gian của mình để xem clip của Kỳ Lân. Chúc toàn thể quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công và đồng hành cùng với Kỳ Lân Luxury tại showroom cũng như là trên online. Follow theo dõi kênh YouTube cũng như là trang fanpage Kỳ Lân Luxury để mình cập nhật những video hấp dẫn về những sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao sắp tới. Kỳ Lân kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.